em Kevin Vlog cuộc sống ở Cambodia. 13 ngày không gặp rồi, có ai nhớ tôi không? Xin lỗi tất cả mọi người. Thì thời gian vừa qua mình thật sự rất là bận. Tại vì cuối năm mọi người, nên là công việc cũng hơi nhiều, hàng hóa cũng hơi nhiều, nên là mình không có ra được những cái clip cho tất cả mọi người. Thì hôm nay là một ngày cũng rất là đặc biệt nha, là cái ngày mà mình chính thức được YouTube gửi lời mời làm đối tác nha mọi người. Đây là cái email mà YouTube vừa gửi về cho mình để trở thành đối tác của YouTube nha. Thì đây là một cái thông tin đối với mình rất là vui, và mình cũng hy vọng rằng tất cả các quý khán giả trên kênh của mình cũng cùng mình chia sẻ cái niềm vui này nha. Ok, thì mời mọi người miếng dưa hấu nha, dưa hấu vàng này là mình mua nha mọi người, mình mới mua ở dưới chợ nha. Mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha, ăn để chia sẻ niềm vui này với mình nha mọi người. Rất là ngọt nha. Nhân cái clip này, mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem những cái sản phẩm, những cái video của mình trong thời gian 2 tháng vừa qua. Thì thời gian đầu tiên thì mình ra cũng được một số clip nha mọi người. Tuy nhiên là cái sự đón nhận của mọi người không có nhiều. Thì mỗi clip trung bình cũng vài trăm lượt xem thôi. Nhưng mà kể từ cái thời điểm mà mình đạt được 1.000 người đăng ký thì kênh của mình đã bắt đầu phát triển dần lên nha mọi người. Và hiện tại là những cái video của mình ra là đều được vài nghìn lượt xem trở lên. Thì đây là một cái tín hiệu rất là tích cực. Và thật sự là mình cảm nhận được là mình rất là vui. Và nhân đây thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Mình luôn đọc được những cái bình luận của mọi người cho từng video và những cái tin nhắn nhắn riêng của mọi người qua Messenger. Thì mình luôn tiếp nhận những cái đóng góp cực, và hy vọng rằng mọi người luôn bên cạnh mình, ủng hộ mình để mình ra những cái sản phẩm tiếp theo. Thật ra là kênh của mình đã đủ điều kiện bật kiếm tiền cách đây khoảng 2 tuần rồi mọi người. Tuy nhiên là mình chưa có bật kiếm tiền nha. Vì theo như thông tin mình được biết á, là năm nay 2023 YouTube họ rất là siết chặt cái vấn đề là ký kết làm đối tác với YouTube. Tại vì có rất là nhiều kênh YouTube mở ra hàng ngày, và những cái nội dung mang tính chất tiêu cực, những cái nội dung nói chung là những nội dung bẩn, thì YouTube đang rất là khắt khe trong cái việc mà họ xem xét để làm đối tác của YouTube. Thì mình cũng rất là sợ, mặc dù kênh của mình đã đạt được 1.000, kênh của mình hiện tại là được 1.511 lượt đăng ký, và số giờ xem của trên kênh của mình là hơn 5.800 giờ xem. Thì theo như điều kiện mà để đủ điều kiện bật kiếm tiền của YouTube thì kênh của bạn phải đạt được 1.000 lượt đăng ký và hơn 4.000 giờ xem cho các video dài, không có tính những cái short video. Thì kênh của mình đã đủ điều kiện cách đây hơn 2 tuần rồi, nhưng mà mình không dám bật nha mọi người. Thật sự rất là rét. Đấy, tại vì á, không phải là ngay từ đầu á mình đã nói rồi, mình làm cái kênh này không phải là mục đích là để kiếm tiền. Mục đích của mình là để lưu giữ lại những kỷ niệm, cũng như là cho ba mẹ ở nhà hay là anh chị em bạn bè của mình thích mình thì lên xem mình sàm sàm mỗi ngày vậy đó. Nhưng mà không nghĩ là cái kênh của mình được cái sự yêu thương nhiều như vậy, và thật sự đây là cái phước phần của mình. Thì YouTube đã xem xét và đã chính thức gửi lời mời để làm đối tác của YouTube trong thời gian sắp tới nha. Thì rất là vui. Mình thật sự ra mình rất là rén, rất là sợ. Tại vì kênh của mình hiện tại á, những cái video dài á, nó rất ít mọi người. Nếu mà đem cái kênh mình mà đi so sánh với những cái kênh khác á,
thì cái số lượng video dài trên trên kênh của mình á thì không bằng 1 phần 10 của những cái kênh khác đâu mọi người. Mình chỉ ra đâu đó khoảng hơn 10 tập. Mỗi tập thì khoảng 10 đến 15 phút. Tuy nhiên là không hiểu sao là những cái tập vừa rồi, những cái tập vừa ra, những cái tập mà về ăn mừng nè, ăn mừng được 1.000 sub nè, rồi những cái tập mà mình chia sẻ về cách làm chuyển đổi SIM điện thoại, hay là những cái tập mà mình lên án cái tệ nạn mà việc nhẹ lương cao á, thì được YouTube đề xuất và cũng được số lượng người xem kha khá nha mọi người. Thì đó là cái may mắn và cũng là cái phước phần của mình trong cái lĩnh vực làm YouTube này. Thì mình vừa rồi mình có về Việt Nam và mình cũng cân nhắc về cái vấn đề là sẽ bật kiếm tiền, đăng ký làm đối tác cho YouTube. Nhưng mà cũng như mình đã chia sẻ, mình rất là sợ, tại vì trong năm nay YouTube họ 6 đến 70% là khi mà đăng ký làm đối tác họ họ sẽ từ chối, tại vì liên quan tới vấn đề về bản quyền video, về nhạc, về nội dung và rất rất nhiều thứ nha. Họ xem xét và kiểm duyệt cái kênh của bạn rất là khắt khe trước khi họ đưa ra quyết định là bạn sẽ là đối tác của họ. Tại vì khi mà bạn làm đối tác với họ thì họ sẽ chia sẻ cái lợi nhuận quảng cáo với bạn, có nghĩa là bạn sẽ là đối tác của YouTube và YouTube sẽ trả tiền cho những cái quảng cáo trên kênh của bạn. Thì mình rất là sợ. Tuy nhiên là thật ra là mình cũng đã suy nghĩ rất là kỹ trước khi mình bật kiếm tiền. Tại vì á, mình nên thử một lần để nếu mà thật sự cái kênh mình á không đủ điều kiện để YouTube bật kiếm tiền thì mình vẫn vui vẻ, mình vẫn tiếp tục làm. Vì mình làm là vì đam mê, mình làm vì những cái tích cực chứ cũng không hẳn là mình làm vì để kiếm tiền. Nên là mình thử, nên là vừa rồi thì mình cũng lựa cái ngày đẹp đẹp, ngày rằm mọi người. Rằm tháng 11 ngày dưới mình nha. Thì mình chơi liều là mình bấm vào nút đăng ký làm đối tác của YouTube. Thì mình không nghĩ luôn á, mình không nghĩ nó nhanh đến mức độ đó. Thì sáng hôm sau mình ngủ dậy thì mình thấy email của YouTube gửi về là cái nội dung là bạn đã trở thành đối tác của YouTube và bạn sẽ kiếm tiền từ những cái nội dung mà bạn quay trên kênh của bạn. Thì cảm giác của mình vui lắm. Mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đó mà nó mình kỳ vọng. Mà thường thường á, mình luôn đặt những cái tâm huyết của mình rất cao trong công việc, và những cái khó, những cái khổ, bất kỳ những cái gì mình đều muốn làm, muốn trải nghiệm. Nhưng mà trong cái lĩnh vực YouTube này, đặc biệt là cái lĩnh vực mạng xã hội, nếu mà thật sự á, những cái nội dung của mình làm ra nó mang tính tích cực và nó đánh vào tâm lý của người xem tốt thì tất cả mọi người luôn luôn ủng hộ bên cạnh mình. Còn những cái nội dung của mình đưa lên mà mọi người cảm thấy không hay, những cái nội dung gọi là xàm, thì không có ai mà đi đăng ký kênh của mình hay là xem những cái video của mình. Nên là mình thấy là cái số lượng người đăng ký cũng như là số lượng người xem trên kênh của mình thì hiện tại á, theo như YouTube thống kê á, là kênh của mình đã đạt được 220.000 lượt xem. Thì đây là một cái con số mà nói thật, giống như trước video trước mình đã nói, có nằm mơ mình cũng không bao giờ mình suy nghĩ tới được. Nhưng mà cái con số này thật sự ra đó là một phần là mình nỗ lực và phần lớn là sự yêu thương của tất cả mọi người, cũng như là cái may mắn, cái phước phần của mình trong cái lĩnh vực làm YouTube này. Tại vì không phải ai cũng một người mà xuất phát như mình là không có gì hết. Mình không phải là người nổi tiếng, mình cũng không phải là nhân vật gì đặc biệt. Nhưng mà trong vòng 2 tháng mà kênh của mình phát triển được như vậy và mình được bật kiếm tiền thì mình nghĩ đây là một cái sự may mắn của mình. Rất 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 là may mắn so với rất rất là nhiều kênh khác. Tại vì những cái kênh khác mọi người, thường thường người ta sẽ làm 6 tháng tới 1 năm, thậm chí là 2 năm mới đủ điều kiện bật kiếm tiền. Nhưng mà mình không nghĩ là mình may mắn đến vậy và mình được nhiều người yêu thương. Nên là mời mọi người dùng thêm một miếng dưa hấu nữa nha. Hôm nay rất là vui, mặc dù là thời gian vừa rồi mình rất là bận nha. Sắp tới mình cũng sẽ trở về Việt Nam một vài ngày để du lịch cuối năm cùng công ty. Nên là mình nghĩ là mình sẽ cố gắng tranh thủ để ra những video hấp dẫn tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Mời mọi người miếng dưa hấu nha.
ngọt quá mọi người. Và nhân tiện đây mình cũng xin chia sẻ về thời gian sắp tới, khi mà kênh của mình Bật Kiếm Tiền thì nó sẽ khác điểm gì so với trước đây. Thì mọi người biết á, kiếm tiền có nghĩa là mình sẽ kiếm tiền từ những cái quảng cáo mà mọi người xem trên những cái video của mình. Có nghĩa là trong quá trình xem video thì YouTube sẽ chèn vào những cái quảng cáo, có thể là những cái quảng cáo dài 2 phút, 3 phút hoặc là 5 phút, hoặc là những cái quảng cáo ngắn là 20 mấy 30 giây. Thì YouTube sẽ trả tiền khi là mọi người xem cái quảng cáo đó cho mình. Thì hy vọng rằng những các vị khán giả nào trên kênh của mình có xem được video và thấy quảng cáo, thì nếu mà mọi người yêu thương, mọi người muốn ủng hộ mình thì hãy xem hết cái quảng cáo đó và bấm skip. Còn thật sự ra là những chị nào chỉ muốn xem nội dung hoặc là cảm thấy những cái quảng cáo đó là phiền phức thì mọi người có thể để 5 giây và khi mà nó hiện lên chữ skip trên video của mình thì mọi người hãy bấm vào đó để mọi người tiếp tục xem video và không xem quảng cáo. Nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Và sắp tới thì tất cả những cái video của mình thì YouTube sẽ chèn quảng cáo vào. Có thể là trên một video họ sẽ chèn 2 đến 3 cái quảng cáo. Thì mọi người, nếu mình nói đây là mình nói thật sự từ tâm của mình, nếu anh chị nào hoặc khán giả nào trên kênh của mình cảm thấy là khi xem video và có cái những cái quảng cáo chèn vào làm cảm thấy mất hứng và không muốn tiếp tục xem, thì mọi người có thể thoát ra ngoài, hoặc là khi quảng cáo hiện lên mọi người xem khoảng 5 giây và nó sẽ hiện lên chữ skip quảng cáo trên màn hình, mọi người nhấn vào đó thì mọi người tiếp tục xem video, không cần xem hết thời gian quảng cáo tại vì nó rất là phiền. Nhưng mà đây là cách mà những người làm YouTube họ kiếm tiền từ quảng cáo, nên là hy vọng mọi người hãy lưu ý thông tin này giúp mình. Và thời gian vừa qua mình cũng phát hiện ra một số vấn đề. Thì ở thời gian đầu mọi người, khi mình làm á, mình làm kênh này á, thời gian đầu tiên á là không ai xem hết, không ai đăng ký kênh của mình hết, nên là mình dựa vào những cái mối quan hệ của mình là đồng nghiệp, là bạn bè, thì mình sẽ nhắn tin với từng người, bạn ơi, anh ơi, chị ơi, vô kênh của YouTube của em nè, bấm giùm em một nút đăng ký nha. Thì cái thời gian đầu tiên mọi người, khoảng một tuần đầu tiên á, là mình làm như vậy á, mình đi xin, gọi là mình đi xin từng cái lượt đăng ký, được đăng ký. Và có một số người rất là nhiệt tình, nhân đây mình luôn chân thành cảm ơn tới những người rất rất là nhiệt tình quảng cáo cho kênh YouTube của mình, quảng cáo cho người này người kia để họ vào họ đăng ký. Mình rất rất là cảm ơn và nói thật sự là mình luôn biết ơn những cái anh chị đó, và vì những cái sự nhiệt tình đó mình mới có cái kênh mình phát triển như ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng có một số anh chị là ok đồng ý vào đăng ký kênh của mình. Tuy nhiên là khi mà mình ăn mừng 1.000 lượt đăng ký thì thời gian sau đó kênh của mình bị tụt lượng người đăng ký rất là nhiều. Mình không biết là, mình không suy nghĩ tiêu cực, mình không suy nghĩ xấu cho ai. Tuy nhiên là có một số anh chị đã lặng lẽ hủy đăng ký kênh của mình. Mình không biết vì lý do gì. Do là mình làm những video nó xàm, nó không có hay, nó không có hấp dẫn, nên là mọi người hủy đăng ký. Hay vì một cái lý do nào đó mà hủy đăng ký kênh của mình. Thực sự nó cũng rất là buồn, nhưng mà không sao. Mình không bao giờ mình suy nghĩ bất kỳ cái gì tiêu cực hết. Mình làm những cái nội dung mình luôn mang tới những cái giá trị tích cực. Tại vì đây là mạng xã hội, mình chia sẻ những cái liên quan tới xã hội, về đời sống, để cho mọi người có thể những cái nào hay mọi người có thể lưu ý lại, và những cái nào mình xấu mình né, mình bài trừ. Chứ cái thời gian đó mình cũng hơi buồn, tại vì khi mình đăng cái clip mình ăn mừng được 1.000 sub á, là cái kênh đó lúc đó mình chuẩn bị bật kiếm tiền á, thì có một số người họ hủy đăng ký kênh của mình. Và mình biết là ai hủy luôn nha mọi người. Tại vì mình có công cụ, mình có những cái tool để mình phân tích. YouTube họ rất là chu đáo nha. Họ luôn cung cấp những cái công cụ mà phân tích video, phân tích lượng người, phân tích phần trăm và tỷ lệ cái video nó như thế nào.
nên là mình có thể mình biết hết đó. Nhưng mà không sao, mình rất là vui vẻ. Và thật sự ra nha, vừa rồi mình có về Việt Nam, mình có gặp một cái người em đó trong công ty, và em đó không hề biết mình, mình cũng không hề biết trước em đó luôn. Như là tại vì thành viên mới vào công ty nên là anh em không có dịp gặp nhau, tại vì mình làm ở bên Cam thì lâu lâu mình mới về trụ sở chính ở công ty của mình. Thì mình gặp em đó thì em đó có nói với mình là em anh ơi, em có xem kênh YouTube của anh và em thấy nó hay. Ok, em cũng thấy là anh giới thiệu cái này kia nọ. Trời, mình rất là vui nha mọi người. Xong rồi cái mình mới hỏi đó là vì sao em biết kênh của anh. Thì em đó mới chia sẻ là có cái chị đó, có cái anh đó giới thiệu cái kênh của anh cho em biết. Thì nói thật với mọi người, không có cái gì quý bằng cái đó. Thật sự là như vậy. Thì mình cảm thấy là trời ơi, quá quá nhiều người nhiệt tình với mình. Họ giới thiệu cái kênh của mình cho người này, người kia. Xong rồi giống như cái hiệu ứng mà truyền miệng đó mọi người. Người này nói người kia nói với người nọ. Thì bây giờ cái kênh của mình mới được như vậy. Chứ còn thật sự ra thì mình cảm thấy là cũng còn rất là nhiều cái thiếu sót. Đó là mong rằng, hy vọng rằng mọi người trong thời gian sắp tới nha, hãy để lại cho mình những cái bình luận, những cái đóng góp ý kiến để mình nhận ra được cái vấn đề. Và mình sẽ làm cái kênh càng ngày càng tốt hơn nữa nha. Và đây cũng là những ngày cuối năm, nên là cái lượng công việc của mình nó tăng lên rất là nhiều. Và trong thời gian sắp tới mình cũng sẽ cố gắng ra thật nhiều video về cái cuộc sống của mình, cũng như là những cái chia sẻ, những cái hiểu biết về đất nước Campuchia. Và sẽ tiếp tục tham quan khám phá những cái điểm nổi bật, những cái đặc sắc của đất nước Campuchia gửi đến cho tất cả mọi người. Hy vọng rằng mọi người luôn luôn ủng hộ những cái sản phẩm, những cái video của mình ra trong thời gian tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.